Chào cả nhà, thì hôm nay shop tiếp tục review những cái kẹo đặc sản của shop. Thì hôm nay shop vừa mới có một cái loại kẹo mới nữa cả nhà ơi, đó là kẹo mãn cầu me chanh muối. Thì ở trên như trong video cả nhà mình thấy đây nè, đây là kẹo mãn cầu me chanh muối của shop vừa mới lên hàng mới luôn cả nhà. Thì đối với cái loại mãn cầu kẹo mãn cầu á, thì có shop có rất là nhiều loại kẹo mãn cầu me chanh muối, kẹo mãn cầu me, rồi kẹo mãn cầu bánh tráng, kẹo mãn cầu dừa non. Thì đối với cái loại kẹo mãn cầu me này nè, thì cả nhà thấy là nó được gói trong từng cái viên kẹo khác nhau luôn. Và đối với cái loại kẹo mãn cầu này thì nó có cái vị chua ngọt, và khi mà mình ăn nó thì nó sẽ có cái thêm cái vị của chanh muối, nó hòa quyện với cái vị mãn cầu rất là ngon luôn. Thì hiện giờ cả nhà mình thấy đây là một cái viên kẹo mãn cầu me chanh muối nè. Thì đối với cái loại mãn cầu này nè, thì cái vị nó chua ngọt ha, và mình rất là dễ bảo quản và thuận tiện cho cái việc vận chuyển, nên rất là nhiều khách đặt hàng từ shop về cái loại kẹo mãn cầu này. Thì hiện giờ thì shop rất là mong nhận được đơn hàng của cả nhà mình về cái loại kẹo mãn cầu me ha. Cảm ơn cả nhà.